Thưa quý vị và các bạn, hàng năm tỉnh, các cơ quan ban ngành và người dân đều hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, sau những chỉ tiêu về trồng được hoàn thành lại đang đặt ra một vấn đề, đó là chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Mỗi năm có thêm hàng nghìn hecta rừng và hàng vạn cây xanh được trồng thêm. Thế nhưng tỷ lệ cây trồng sống và phát triển được lại chưa được thống kê. Trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây xanh của các cơ quan, đơn vị, người dân như thế nào dường như lại chưa được quan tâm đúng mức. Đại lộ Vinh, Cửa Lò. Hàng cây xanh này được trồng cách đây đúng tròn một năm, trong dịp Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ 2013. Do sau trồng, cây không được chăm sóc bảo vệ nên đã có tình trạng cây phát triển không đồng đều. Bên cạnh đó, một số cây xanh còn bị chặt phá làm mất cảnh quan môi trường ở tuyến đường này. Hàng năm nhân dân và các cơ quan ban ngành của tỉnh đều hưởng ứng Tết trồng cây. Tuy nhiên, việc chăm sóc cây xanh vẫn chưa được thực sự quan tâm, nên tỷ lệ cây sống và phát triển được sau trồng hoặc bị chết, bị phá hoại vẫn còn rất cao. Hiện nay với ví dụ phát triển đô thị thì ngày càng một lớn, thì đất đai để trồng cây là rất hạn chế. Do đó mà cái cây theo quan điểm của bác thì như người nông dân này thì cũng như người làm ruộng, trồng cây cũng như làm ruộng. Có nghĩa công trồng là công bỏ mà công làm cỏ là công ăn. Đòi hỏi người trồng cây phải biết chăm sóc, phải chăm sóc con cây để bảo vệ được cái hiệu quả của nó xanh. Mà cây có xanh thì đất nước mới xanh, con người mới xanh, môi trường mới xanh thì con người mới khỏe mạnh, đất nước mới phồn vinh. Còn đây là hàng cây xanh trên quốc lộ 46 do tỉnh đoàn đảm nhận trồng. Hàng cây này đã phải trồng rắm lại nhiều lần vì bị phá hoại và không được bảo vệ chăm sóc. Việc cây xanh không được bảo vệ chăm sóc sau khi trồng hiện nay đang là một thực trạng. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay diện tích đất ở thành thị dành cho trồng mới cây xanh không còn nhiều. Nên chăng thay vì đề ra chỉ tiêu trồng mới thì điều quan trọng và cần thiết hơn chính là chăm sóc bảo vệ những cây đã được trồng. Đó là gắn trách nhiệm cho mỗi cơ quan đơn vị, tổ dân cư đảm nhận chăm sóc cây xanh trên mỗi tuyến đường, tuyến phố. Có vậy mới đảm bảo cây xanh phát triển và Tết trồng cây hàng năm mới thực sự hiệu quả và ý nghĩa. Để đảm bảo thì tốt thì môi trường cũng như các hàng cây trồng có ý nghĩa thì chúng tôi cũng nhất thiết là mong muốn cả cấp bộ đoàn, đặc biệt là trong người dân, cả sự vào cuộc cộng đồng hãy ngoài trồng và phải chăm sóc cây. Và nên chăng mỗi một người, mỗi một tổ chức thì đảm nhận các hàng cây xanh, đảm nhận các cái mảnh vườn hoặc là chúng ta tự quản theo cái chủ đề của năm. Cây xanh cũng là một thực thể sống. Vì thế, trồng cây không đơn thuần chỉ là những động tác đơn giản ban đầu để chạy theo chỉ tiêu, mà quan trọng là trồng như thế nào và kết quả cây sống và phát triển ra sao. Hàng năm chúng ta phải bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ cho việc trồng rừng và cây xanh. Nhưng nếu xem nhẹ công tác chăm sóc bảo vệ thì phong trào này không mang lại hiệu quả. Hiện nay trên tình trạng một số nhân dân trên các tuyến phố là công tác kinh doanh để là đảm bảo để đáp ứng cái yêu cầu của họ thì họ có những cái là chặt trồng cây tỉa cành, cứ kể là ngày lễ ngày chủ nhật, cho nên cái vấn đề này là vấn đề rất phức tạp. Mặt khác trên một số địa bàn như ví dụ đường lên đến Xô Viết là nhân dân vẫn thả trâu bò, sắp tới là các cơ quan chức năng cùng với là nhân dân ủng hộ lực lượng quản lý bảo vệ cây xanh làm thế nào làm tốt hơn nữa về công tác quản lý bảo vệ cây xanh đã có trên địa bàn thành phố. Để Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ có ý nghĩa thực sự thì có lẽ ý tưởng phân công gắn trách nhiệm cho mỗi tổ chức cá nhân đảm nhận bảo vệ chăm sóc những hàng cây đã trồng nên sớm được thực thi. Để việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng, chứ không riêng gì của một cá nhân hay một vài đơn vị liên quan.